Ngủ gì mà ngủ say như công chúa này. Sao nóng như cái lò vi sóng lên này. Không ai có thể ngờ được. Tô cháo đầu tiên mà Minh Huy tự bày biện lại là để phục vụ một tên nực giữa cơ chứ. Cởi ra mau. Cởi cởi. Ê, mặc luôn đi. Mau đi tắm đi. Rồi còn ra ăn trứng của tôi nữa nè. Ấy ấy được không? Anh buông tay tôi ra. Dù sao thì đêm qua hai chúng ta cũng đang ngủ với nhau. Anh định quất ngựa truy phòng nha. Sau đêm qua, tình cảm giữa tôi và anh đã bước sang một trang mới. Tôi ôm anh một cái nhé.